Rồi, hôm nay là 4 tây tháng 6 2023 ha. Hôm nay mình đến chùa Thập Phương rồi nè. Ơi, hôm nay là chùa Thập Phương. Đó, đang chuẩn bị làm lễ Phật đản nha. Mình đi sớm. Mình đi từ 7 giờ đến đây là 8 giờ. Mình đi bằng xúc quầy, tàu điện ngầm. Ừ. Để mình vào bếp, mình phụ bếp nha. Thấy quang cảnh đằng trước không? Quang cảnh đằng trước, nhìn thấy đẹp. Chào dì Sáu, chào dì Sáu. Có mấy cái bồn sen đẹp quá. Mấy cái bồn hoa sen đẹp quá nè. Mình quay ngoại cảnh chút xíu. Mấy cô cũng trồng rau thơm chút xíu. Tại không có đất nên trồng rau thơm chút xíu. Đây đằng trước nè. Đó, đại lễ Phật đản nè. Đằng trước. Thôi để mình vào sân. Vào sân à, nói đi vào sân rồi lại thấy cái chánh điện đẹp quá. Nên tranh thủ với chánh điện trước đó. Dạ chào cô, chào cô. Chào cô. Cô Hoa Nghiêm, chào cô. Dạ. Dạ. Đẹp ha. Mấy cú chân bông đẹp quá. Cái này để hồi lát là mấy đứa nhỏ dâng bông đi. Mấy đứa nhỏ nó múa nó dâng bông hay là gì đó. Cái chùa này nó nhỏ nhưng mà nó ấm cúng ha. Cơn đi bằng vong, bằng vong hình như bố, bố của mình ở đâu rồi ta, cũng để ở đây. Đây đó bố mình đây. Chuẩn bị đi xuống với phụ bếp nha. Quay chút chút vậy được rồi. Chào dì Mười. Chào dì Mười. Đây, quang cảnh bữa sáng 8 giờ sáng chùa đang làm. Chị dì Năm. Chào cô. Chào dì Sáu. Rồi, chào dì Thu. Đó. Lát nữa mới đi. Lát nữa mới tới. Mình đến sớm mình phụ chùa trước nhưng mà không thấy chùa, thấy quay trước rồi đó. Đây là sắp 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 bún rồi. Hôm nay cũng bún bù quế nha. Dạ, dạ con ra liền. Đó, chị Năm Thảo nè. Đó, đang sắp vô. Hà. Này là cơm. Mình ngồi lát nữa múc cơm vô nha. Phải để sẵn mấy cái tô bún bù quế nè, bún bù quế chay nè. Để ngồi lát nữa đông, khách đông quá không kịp làm. Nguyên cái nồi bún bò quế thấy bự dễ sợ chưa. Hai nồi luôn nha. Hai nồi luôn. Đó. Ra ngoài trời. Em sợ ngồi lát nữa đông quá không có kịp. Lấy đi cho tạm có hút thôi. Để sẵn nước lèo luôn. Đây cũng vậy nè, bún cũng làm sẵn đây. Đây, mấy đứa con gái hồi lát nữa dâng hoa nè. Đẹp chưa? Thảo. Kính mừng Phật đản nè. Đại lễ Phật đản nè, mấy cô con gái nhỏ nhỏ nhỏ. Đó. Một hồi lát nữa là dâng hoa. Ủa đây chụp luôn, chụp luôn. Thảo, chụp chung.
như làm lễ nên nên ai cũng tranh thủ chụp tấm hình trước khi làm lễ nha. Đây. Đó. Ai cũng tranh thủ chụp hình trước khi làm lễ. Mới thay đồ chụp hình làm lễ. Mấy chị em của chùa Tập Phương mặc áo dài chụp hình đẹp chưa? Ở chùa nhỏ ấm cúng nha. Đây. Mấy chị em đẹp đó. À, chị Năm cũng đẹp dữ rồi nè. Dạ cảm ơn dì. Dì chú Sáu với lại dì Sáu. Coi cái này nghệ thuật cắm hoa của sư cô Hoa Nghiêm của chùa trụ trì chùa Tập Phương nha. Đấy là dễ thương không? Cái này là trụ trì của chùa Tập Phương, cô sư cô Hoa Nghiêm cắm hoa đó. Rất đẹp ha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Hay cắm hoa nghệ thuật luôn đó. Thấy đẹp chưa? Thấy đẹp không? Đẹp ha. Rồi mình để mình đi qua đây mình coi nè bàn à. Đó, này là của bàn mấy cái thầy lát nữa mấy thầy thuyết pháp ha. Rồi đây bàn vong nè, bàn vong mà thấy cắm hoa đẹp chưa? Đó. Bên đây nữa nè, đó thấy không? Bố của mình đây mất là năm 2019. Đáng khi mà chụp cái chỗ này không thấy cái gì trơn nữa hả? Cái này chưa rồi. Coi phụng người đẹp đang múc bún bò Huế nghe. Này là tranh thủ ăn trước khi làm lễ. Một hồi lát nữa mình lên làm lễ. Hai chị, nãy cháu nó đưa trả tiền em mà em không nhớ luôn á. Cảm ơn chị nhiều nha. Đang chuẩn bị làm lễ nha, để rước thầy vô làm lễ. Chú hội trưởng hồi nãy nói căn nhà lá vườn mấy chị đẹp mặc áo dài để chuẩn bị rước thầy vào làm lễ. Chị yêu tụi cái coi từng cái từng à, chuẩn bị đi rước thầy nè. Đây. Rước thầy xuống để làm lễ. Bây giờ các chị em đem mở dài đứng đây để chào đón thầy tới. Đây. Hai hàng.
hai hàng để rước thầy xuống nha, chuẩn bị rước thầy xuống. Mình cũng ở trong cái hàng này nhưng mà bây giờ mình quay trên tủ, mình quay trước đi nha. Rồi mấy anh lên lầu rước thầy xuống rồi. Rồi bây giờ mình đứng ở trong hàng đó. Rồi ai cũng đứng lên đó, ai cũng đứng lên hết, không đứng lên để đứng lên để cung kính chị công đức và xin mời ban chuông cổ cho ba hồi chuông trống bát giả để cung kính chị công đức quan tâm chúng mình và mời đại diện đạo Phật. Chào quốc kỳ, nghi thức chào Mỹ kỳ bắt đầu. Thank you.
kỳ, Việt kỳ bắt đầu. Bắt đầu.
Hôm nay ngày 17 tháng 4 năm Quý Mão Phật lịch 2567, Tăng Ni và những người con Phật khắp nơi trên thế giới hân hoan thành kính đón mừng kỷ niệm ngày Gánh Nạn lần thứ 2647 tại chùa Học Phương. Phật lịch 2667, dương lịch 2023. Kính chúc Kitô hiền đức Tăng Ni cùng những đồng hương vô lượng các thường và mọi sự tiền thần thuận ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào những tháng ngày này, tất cả mọi người con Phật khắp thế giới đang sống trong những giây phút hân hoan đón mừng ngày lễ trọng đại, đó là ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với niềm hân hoan đó, tại đây nơi này Ừ.
Thẳng lưng lên. Go. Thẳng lưng lên. Quay quay em đúng rồi. Đứng thẳng lưng lên. Quay vô back. Đẹp quá chị Tiên ơi. Đẹp quá đó rồi. Đẹp quá, cực đẹp quá. Rồi, 20 giây. Rồi chụp. Action diễn sau một chút, dạ bà diễn diễn sau một chút, ok chụp là phải diễn, đúng ra tôi làm diễn viên mà làm dạ. Go. Em ở giá phải chị đấy, đợi quá xin sao ngày thật đâu con kiếm bồ chứ vậy, xin sao không thật con bà tổng cho xin ba lời cảm ơn rồi không ok rồi. Xin. Đây là chị Phương đặt bánh tét của mình mấy năm mà không biết biết mặt, toàn là giao cho người khác không à, nhưng mà năm nào cũng giao cho chị đặt bánh 10 đòn mười mấy đòn không à. Kê bai chị Phương.
hôm nay là lễ Phật Đản nha, ở chùa Từ Tâm. Đây chùa Từ Tâm, quang cảnh ở đằng trước cửa, trước cửa cổng trước đây rất là đẹp luôn. Sân rất là rộng luôn. Này ở New York mà thuộc cái vùng Long Island đó, nhiều mấy cái tiểu cảnh dễ thương quá ha. Đó, đất rộng lắm à, rộng mênh mông bể sở luôn á. Nhiều tiểu cảnh lắm, tha hồ chụp hình luôn. Đi ra đằng sau nữa đó, thấy không, thích ha. Còn đây là sân để xe đằng trước đây, rất là rộng luôn. Còn đằng sau nữa nha, còn sân sau nữa, rộng lắm. Ở Mỹ này lễ Phật Đản thành thử ra chia nhau ra, chùa này làm tuần trước, chùa này làm tuần sau, thành thử ra có nhiều chùa làm trùng ngày với nhau nữa, để cho Phật tử người ta còn đi chùa này tuần trước, đi tuần này chùa này, tuần sau đi chùa kia, rất là đông. Này đã làm lễ xong rồi, này là 3-4 giờ chiều rồi, làm lễ xong rồi. Chị em đẹp quá nha, đẹp quá nha. Đi chùa lễ Phật Đản mà đẹp quá. Rồi sẵn ở có cái đội nước Kangen nè. Nước Kangen nè. Đó. Đó. Hai người đẹp sẵn đang quay. Mình đi vô chánh điện cái nha. Đi vô chánh điện nè. Nhưng mà cái chỗ này phòng tiếp khách, còn chánh điện ở phía trong kia nha. Thầy đã làm lễ xong rồi. Bây giờ ở bển muốn ca nhạc ca hát gì đó. Còn đây là chánh điện đây. Còn đây là chỗ để vong. Đẹp ha, chùa quá xa rộng đó đó, thấy xa xa không, xa xa là đằng sau vườn đó. Lát nữa mình ra nha, lát nữa mình ra. Đẹp chưa dễ thương ha. Mấy cái ngồi, mấy cái ghế, mấy cái miếng đệm ngồi cũng đẹp nữa, dễ thương quá. Đẹp quá, chùa này thành lập mới có được 1 năm hơn à. Dễ thương quá. Đây để tắm Phật nè, mình chưa có tắm kịp, tắm mình đến trễ quá. Mình đi ra sân sau, quá đẹp luôn, sân sau quá đẹp luôn. Mấy người đẹp của vùng Long Island. Chào thả. Người nào cũng đẹp hết trơn á, trời ha. Rồi, thủy một, thủy đưa, đi đứng đi chứ, ai muốn chỉ sao vậy? Rồi, đứng ra ngoài sao, đứng xếp hàng hết. Đằng sau á, đằng sau này là mấy người đẹp của vùng Long Island nha. Cô đi trước. Cô giống như cô đi vậy nè. Đầu tiên thấy dụng nha. Mấy người buổi sáng là giống như áo dài nè. Đang tập vợt biểu diễn áo dài. Thấy nhưng mà anh quay cho mấy người đó trước, anh quay cho mấy người tiếp tiếp nha. Anh quay lên thử đi. Nè, thấy nè, chưa. Nè bắt đầu đi đây nè. Cảnh đẹp ha. Không biết đi đại đi mà có gì cứ đi đại đi. Áo dài đẹp quá mà. Giờ đến phiên là mấy người đẹp của New York City, còn cái người đẹp này là của New Jersey. Hồi nãy là của người đẹp của Long Island đó, áo dài không áo đẹp á, có mình lọt vô áo bà ba. Vô chị Bích vô.
Đây bây giờ chụp hình nè. Người nào cũng áo dài cũng quá xá đẹp luôn. Chánh điện của chùa Từ Tâm New York. Đây. Đi lễ Phật đản. Đi ra chỗ Phật bà cấm. Dội chân, dội đầu, dội vai. Có chụp hình đâu mà chảy dữ vậy trời. Một tắm Phật đi, đứng quay ngược lại bên hông này nè. Ừ, đúng rồi, quay ra, quay đi cái này. Ừ, tắm ở đâu, từ trên dưới luôn. À, từ trên đầu, trên vai, trên chân. Tắm 3 lần thôi, tắm chi nhiều vậy. Được rồi, đầu vai chân đủ rồi. Rồi. Ủa, quay.